Thưa quý vị, năm 2018, dự án đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông chính thức được khởi công. Đây là một trong những công trình trọng điểm mang tính đột phá của tỉnh Tây Ninh, hứa hẹn tạo ra một vùng trụ phú mới phía tây sông Vàm Cỏ Đông. Sau gần 5 năm thi công, dự án này đã chuẩn bị hoàn thành và đưa vào khai thác. Đây là một trong những tin vui của người dân trong những ngày đầu năm 2023. Cuối tháng 4 năm 2018, tại ấp Trường xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chính thức khởi công xây dựng công trình thủy lợi đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông. Dự án sử dụng nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng qua kênh Chính Tây và cống đầu kênh TN21 nhằm cấp nước cho hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi của người dân hai huyện Châu Thành, Bến Cầu với lưu lượng 1 mét khối trên giây. Dự án bao gồm 14 gói thầu xây lắp gồm các hạng mục chính, kênh chuyển nước, kênh chính, kênh cấp 1. Dự án mà chúng ta đưa nước sang phía tây sông Vàm Cỏ Đông thì chúng ta phải thấy rằng đây là một dự án rất là lớn, chỉ thua theo cái dự án lòng hồ Dầu Tiếng trước đây thôi. Tổng cái chiều dài của các kênh mương chúng ta làm kể cả đoạn vượt sông là gần 120 cây số. Với một khối lượng công việc lớn như vậy thì chúng ta đã đầu tư khoảng trên 1.200 tỷ đồng và dự kiến là sẽ đem lại một cái vùng tưới khoảng 17.000 hecta cho những xã của Châu Thành và Bến Cầu, vừa là cho nông nghiệp, vừa phục vụ nước sinh hoạt, đặc biệt là phải sử dụng cả cho cái khu đô thị sắp tới là khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Bao năm qua, nông dân ở hai huyện biên giới Bến Cầu và Châu Thành luôn khao khát mong chờ có một công trình thủy lợi để giảm bớt những nhọc nhằn vì thiếu nước tưới. Chính vì vậy, khi dự án đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông được triển khai, người dân càng mong ngóng công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Chủ yếu nông dân làm vụ chính là mùa khô, làm đồ hàng bông, trồng cây, trồng trái. Mà cái tháng đó là nó bơm giếng, nhưng mà giếng nó cũng chỉ được 20% mà. Trồng mía, trồng gì nói chung là tháng đó là phải tưới hết. Nhà nước đầu tư cái kênh lớn này về thì nhân dân thì nó là rất mừng. Trong những năm trước thì chưa có những tuyến kênh mà để đưa về của xã Long Phước thì nông dân thì rất là khó khăn, chỉ sản xuất vào trong một vụ mùa thuận của là tháng mưa thôi để sản xuất vụ mùa lúa. Bà con cũng như địa phương là cũng mong muốn rằng các cơ quan đơn vị thi công cái kênh từ Dầu Tiếng đổ về ở Long Phước và sẽ sớm hoàn thành trong cái tuyến kênh này để bà con sản xuất được vụ mùa đạt kết quả cao hơn. Những mong ước của người dân và chính quyền địa phương hai huyện Bến Cầu, Châu Thành đã trở thành hiện thực. Vì hiện nay, dự án đang đi vào giai đoạn nước rút, khối lượng thi công đạt trên 95%. Dự kiến đến quý 1 năm 2023, công trình sẽ hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác. Chúng tôi tính toán sơ bộ là mỗi một hecta mà được tưới thì người dân sẽ có tăng thêm thu nhập ít nhất là 20 triệu đồng bình quân so với một hecta mà người dân phải tự tưới, vừa là tiết kiệm được cái chi phí đầu vào, nhưng đồng thời nữa là tăng được cái chất lượng sản phẩm, chuyển đổi được cơ cấu cây trồng sang những cái cây có giá trị cao hơn, ví dụ như là cây ăn trái, ví dụ như là cây những cái loại cây dược liệu, rồi chăn nuôi phát triển. Cho nên là những cái giá trị mà đem lại có thể nói là hết sức to lớn. Hiện nay, lĩnh vực nông nghiệp được xác định là một trong 4 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được Đại hội Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tây Ninh cũng đưa ra một số mục tiêu cơ bản như nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 40% vào năm 2025 và 50% năm 2030, nâng giá trị nông lâm thủy sản được sản xuất dưới hình thức hợp tác, hộ liên kết trên 25% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030, gia tăng giá trị sản phẩm trên cùng diện tích đất trồng trọt bình quân 119 triệu đồng một hecta năm 2025 và 130 triệu đồng một năm vào năm 2030. Riêng diện tích đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ đạt ít nhất 150 triệu đồng một hecta vào năm 2025, 180 triệu đồng một hecta năm 2030. Chính vì vậy, khi dự án đưa nước vượt sông Vàm Cỏ Đông đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, cũng như của hai huyện biên giới, Châu Thành và Bến Cầu.